Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên một cái video đi cò nhé anh em. Món này thì chưa có về nhà, nằm ở bãi khác nhé. Đi cò một cái dàn chân của, cụ thể là dàn chân của cá mát nhé, cá mát thùng nhé anh em. Nó là không phải cá mát ben. 5320 gì đấy, 5312 gì đấy. Không có biết rõ cái tên nữa, cái Trung không có rành cái dòng này. Đời này là xài câm bình thường nhé, chưa, nó chưa có qua được cái đời xài môi dơ. Nói chung là nói về cái mảng ca mát thì chắc là Trung không cần phải giới thiệu nhiều. Anh em xài, nói chung những anh em làm thợ là cụ chào lâu năm thì đã dành phải nói rất là nhiều rồi. Trung chỉ quay được cái, quay lên cái hình ảnh để anh em xem tham khảo. Rồi có cần dùng thì anh em alo thương lượng giá cả thôi. Rồi ca mát ưu điểm của nó thì cùi dĩa trên, nó giống như kiểu reo, như mấy con reo thôi. Nên cái khoảng sáng gầm xe nó rất là cao. Anh em tính từ tầm cầu xuống dưới nó chỉ chưa được khoảng tầm 20cm trở lại thôi. Có nghĩa là khoảng sáng gầm xe nó rất là cao nhé. Tính ra nếu mà cùng cỡ lớp với nhau hết thì so với những cái cầu bò, cầu man, cầu bìa đấy, thì cái con cao mát này khoảng sáng gầm xe vẫn tương đương nhé. Thắng hơi hai tầng lốc kê đầy đủ, sắc xi một lớp, mỏng manh lắm. Cái con này thì lý do nó là xe thùng, tải không cao. Đây, xe bồn đấy nhé, xe bồn nhé, xe bồn chở nước này, đây, xe tưới nước này, nên tải trọng nó cố định, cái dàn nhíp nó cũng không có được trồng nhiều lá nữa, tải nó không cao nhé. Rồi cùi dĩa của ca mát thì siêu bền không nói rồi. Rồi bộ sắc xi thì còn tương đối đẹp, ít bị cặp vá nhé. Có hàng hai cái miếng ke nhíp để chống sạc ngang. Anh em họ sạc ngang sợ nhanh. Nó loại này nó đi, nó không có được đi cái giò gà vê. Nên nó dễ bị sạc cầu. Nên người ta làm cái chặn nhíp lại cho chắc cú ấy. Rồi anh em có cần quan tâm đến món đôi cầu sắc xi lắp dọc các thứ gì đấy. Cái con này thì nó còn một cái, trên cái con xe này còn những cái món xài được nữa đó nha anh em. Đây, số 9 có mạnh rời nhé anh em. Mạnh rời tháo ra bỏ được này. Đấy, số 9 ca mát nhé. Số rất là đẹp luôn, xe thùng. Nhưng mà nó vẫn có cốc nha anh em. Cốc nó ra chỗ cái bơm nước ấy. Nên nó vẫn lắp cốc bình thường. Cái con này thì nó có một cái ưu điểm nữa. Một cái ưu điểm mà hết hồn luôn. Đây này có cốc nè. Đấy con cốc nằm dưới đây. Dưới số nha. Có một cái ưu điểm nữa mà hay lắm. Cái con này thì đây, Trung sẽ hơi bụi bẩn, cái động cơ hơi bụi bẩn một tí nha nè. Đây chụp cò nhọn Kamaba đây, Kamat đây. Anh em xem thật kỹ sẽ thấy cái điều lạ lùng của con này. Nó đang sử dụng cái động cơ ở bên này, lốc nó trắng tinh hết luôn nha. Con này là Trung giải thích thế này nè, thay người ta đã thay nguyên cái con máy mới nha, con nguyên cả một cái con động cơ mới, toàn bộ lốc mới 100% là chưa có động chạm một con cờ lê luôn. Nó giống như là họ chủ xe mua máy thùng đấy nè, mua máy thùng để thay vào đây. Có nghĩa là máy rất là mới mà số cũ nha. Đây anh em nhìn cái đường bét các thứ này. Nước xi trắng tinh nó còn hết luôn nhé. Chỉ có cái ống, các cái ống xả turbo này là chắc là của xe cũ này. Dấu nó cháy cháy rồi. Động cơ này, động cơ hình như là 740 trừ 51 gì đấy. 740 trừ 51 hình như nó là 260 đấy, chứ không phải là đời 210. Mình cũng không rõ lắm đó. Có thể là nó giống y hệt nhau hết. Cái dòng 740 này nó có rất là nhiều đời trừ, số series chung chưa có đọc được. Nhưng mà nó từ 260 trở lên nhé, nó cũng có đời 310 này, đời 280 này, đời 310, rồi kể cả đời 340 nữa. Chung không rành lắm nên chưa có dám báo chính xác cái con động cơ này là cái động cơ gì. Nhưng mà cơ bản là động cơ mới, nắp cò nhọn rồi, nó không còn phải cò bằng nữa. Đấy, có mấy cái vấn đề Chung trao đổi với anh em. Bên đây thì do khi kéo về rút cái láp ra để cho nó không chạy cùi dĩa đấy nè, nên nhớt 140 nó ra tung té hết này. Mâm thì vẫn còn nha,
vẫn còn mâm bán vỏ hết rồi. Nhìn thấy nó hơi bẩn bẩn một tí do nhớt châm tư nó ra nhé. Lá vẫn còn đầy đủ nha, lắp mặt lá bu lông lại là xong. Mâm vẫn còn đầy đủ, chỉ không có vỏ thôi. Anh em có tận dụng làm cái treo lơ hoặc là ứng dụng gì được đó thì anh em liên hệ nhé. Ở dưới gầm thì không nhìn thấy được, chỉ nhìn thấy mỗi một bên phía sau tới như vậy thôi. Rồi, chung kết thúc video nha. Anh em có quan tâm, có thắc mắc hoặc là có nhu cầu món gì thì anh em cứ liên hệ nha. Tuyệt hảo luôn, con động cơ là quá mới. Rồi, như Trung vừa mô tả, anh em quan tâm đến món nào thì anh em cứ alo nhé.